định mình đến với vùng biển Tây nước Mỹ để tham gia trò chơi tàu tốc hành biển Tây. Thân tàu của chúng ta đang khởi hành và rời khỏi nhà ga ngược về vùng thời biên giới của nước Mỹ bên năm 60 của thế kỷ 19. Ta đang đi ngang qua cổng làng của người dân da đỏ mà ngày xưa họ đã từng sinh sống tại nơi đây. Phía trước dọc hai bên đường là những ngôi nhà khang trang do những nhà thám hiểm xâm chiếm vùng đất này xây dựng lên. Sau một những người dân da đỏ phải di cư vào rừng sinh sống. Bên tay trái chúng ta thấy là chiếc xe vận chuyển hàng hóa cũng như đi lại của người dân. Ở đây bên tay phải là bánh xe nước để vận chuyển nước từ nơi khác đến để phục vụ sinh hoạt hàng ngày cho họ. Chính tay người thổ dân da đỏ đã tạo ra. Phía trước dọc hai bên đường là chúng ta thấy là những thùng gỗ vuông và những thùng gỗ tròn. Thùng gỗ vuông để đựng thuốc nổ và thùng gỗ tròn để đựng rô. Thuốc nổ để phục vụ cho công cụ khai thác vàng tại vùng đất này ạ. Khi bị đánh đuổi vào sâu trong rừng thì những người thổ dân da đỏ đã dựng lên những túp lều thô sơ với diện tích chật hẹp và sinh sống chính bằng nghề săn bắt hái lượm và chăn nuôi. Bên tay trái là hai cột tường to ten mà họ đã dựng lên để che thức mọi loài chim cấm và dưới các hình người mặc thú. Người dân ở đây tương truyền rằng là chim này chỉ xuất hiện vào những ngày giông bão. Đôi mắt của chúng sẽ phát ra những tia lửa điện giống như những tia chớp và họ tôn thờ chúng như một vị thần và mong chúng sẽ giúp họ tránh được những thiên tai và quỷ dữ ạ. Ở trên là những tấm da thú, ở dưới là những cặp sừng, đó là thành quả lao động của họ. Họ tận dụng hết da, xương và sừng của động vật để tạo ra những công cụ lao động cho họ. Ta tạm gác đời lại đời sống của người dân da đỏ tại đây. Thân tàu của chúng ta đang di chuyển qua một hang động, đây là vùng đất khai thác vàng cho những nhà thám hiểm châu Âu phát hiện ra. Và họ sinh tồn 11 lan rộng những nhà ngoại quốc đã tu nhân tìm đến đây khai thác vàng mà mong cho họ một cuộc sống đổi đời tại đây ạ. Bên tay trái chúng ta thấy là chiếc xe vàng đã được khai thác sang vận chuyển ra bên ngoài để tiêu thụ. Trong suốt quá trình tham quan miền biển Tây thì chúng ta luôn bắt gặp những cây xương rồng tai thỏ và xương rồng năm cánh. Nơi này luôn sống ở những vùng đất khắc nghiệt và khô cằn nhất, cũng như người dân ở đây phải chịu cảnh khó khăn của đời sống cũng như thời tiết. Nhưng họ luôn giữ tinh thần lạc quan và yêu đời. Và chúng ta và cuộc hành trình tham quan miền biển Tây nước Mỹ của chúng ta đến đây đã kết thúc. Chúc cho mình có một ngày trải nghiệm thật tuyệt vời tại công viên chủ đề Vinwonder Phú Quốc.